Ok, nào, bắt đầu làm luôn này. Câu 1, cho hàm số bậc 2 của đồ thị là parabol vẽ đồ thị của parabol đấy đúng không? Câu này thì đơn giản rồi. Nào, làm nhá, thì cái đề này thì bây giờ mình sẽ làm tự luận trước, trắc nghiệm sau nhá, bởi vì hôm nay thầy muốn ôn các bạn những câu khó nữa luôn. Đó, thì mình sẽ ôn phần tự luận trước rồi mình đến mấy câu trắc nghiệm. Câu 1 đúng không? Các đề cũng hay có nhá, cái câu 1 là câu vẽ đồ thị của cái parabol. Ok, vẽ luôn này. Thì ở đây mình có để vẽ đồ thị của parabol nhá, thì đầu tiên mọi người sẽ nào. Làm luôn này, IA này. Đầu tiên mình khẳng định nhá, đồ thị là một mình có nhận xét trước khi mình vẽ đồ thị nhá, là một cái parabol có đỉnh y, tọa độ đỉnh là trừ b trên 2a đúng không? Tích y bằng là trừ b chia cho 2a, trừ b là âm 6 chia cho 2a là trừ 4, vậy nó bằng 3 phần 2 đúng không? 3 phần 2 đó, và y cạn chỉ việc lấy 3 phần 2 các bạn lắp vào đây thôi, lắp vào đây thôi đó. Thì ở đây mình có thể máy tính để tính được cái điểm đấy, trừ 2, 3 phần 2 bình là 9 phần 4 cộng 6 nhân 3 phần 2, 9 phần 2 đúng không? 9 phần 3 phần 2, 9 phần 2 rồi. Sau đó thêm mình nhận xét 3 ý nhá, mình sẽ bày cái phần này còn tùy thuộc vào cái việc trình bày của các thầy cô trên trường nữa, nhưng mà thường là sẽ trình bày theo ba ý, ba nhận xét trước mình vẽ đồ thị. Ý thứ nhất là một cái parabol có đỉnh y này, mà sau đó thì nó có trục đối xứng, x bằng chính là 3 phần 2 luôn nhé, x bằng 3 phần 2 và sau đó thì parabol đi qua, bạn sẽ lấy một vài điểm, lấy khoảng độ 5 điểm. Đi qua cái đỉnh thì mọi người nên để ở giữa này, 3 phần 2 và 9 phần 2. Sau đó thì hay cho x bằng 0 nhé, hay cho x bằng 0, hay cho x bằng 0, x bằng 0 thì mọi người lắp x vào đây thôi, x bằng 0 thì y bằng 0 đúng không? X bằng 0 lắp vào đây mà, y bằng 2 nhân trừ 2 nhân 0 bình cộng 6 nhân 0 đấy, đi qua điểm 0 0 nữa, 0 0 bởi vì nó đối xứng với nhau, nó đối xứng với nhau, thế nên là ở đây các bạn nhìn hiểu là như này. Rồi lấy tiếp điểm nữa đấy, cho y bằng 0 thôi, cho y bằng 0. Vậy thì mình tìm x đúng không? Trừ 2x nhân với cả x trừ 3 bằng 0. Và x bằng 0, x bằng 3. 0 rồi có 3 nữa. Đây bạn bằng 0 này. Đó. Hay là mọi người hiểu đơn giản đó là nó sẽ đối xứng với 3 phần 2 ấy. Đến đây, đây là 3 phần 2 là 1 rưỡi không? Vậy đó, đến đây, đây là 1 rưỡi này. Đó. 0, 0 với cả 3, 0 là như nhau. Rồi lấy thêm khoảng độ. Còn lấy thêm 2 điểm nữa thôi. Lấy 2 điểm nữa. Ở đây các bạn có thể lấy x bằng 3 điểm cũng vẽ được rồi, nhưng mà một số lớp ấy, vẽ cần đến 5 điểm. Lấy thêm điểm 4 đi. 4. 4 thì lắp x bằng 4 vào thì mình được là trừ 2 nhân 4 bình cộng 6 nhân 4 âm 8. Đó thì điểm trừ 1. Trừ 1 cũng sẽ bằng âm 8 đấy, nó đối xứng với nhau mà. Đó, hai bên nó bằng nhau, y của nó bằng nhau. Hay trừ 1 vào chắc chắn nó bằng âm 8. Rồi, sau đó mình có cái parabol đâu, vẽ ra thôi. Đầu tiên vẽ đỉnh trước nhá, 3 phần 2, 9 phần 2, 3 phần 2
9 phần 2 là 4 rưỡi. Rồi, sau đó thì là điểm 0,0 đây. 3,0 đây. 4 âm 8. 4 ở đây. Cái âm 8 ở tít dưới này. Trừ 1 âm 8. Đó, đây có 5 điểm xong rồi vẽ đó. Vẽ đó. Đấy là cách mình vẽ parabol, thì vẽ nó hơi được không được đẹp lắm nhé, nó cũng bình thường đúng không, không đến nỗi nào. Ok, để đi B nào, để đi B nhé. Thank you. Tìm tọa độ giao điểm của parabol với trục hoành, tìm tọa độ giao điểm parabol với trục hoành. Parabol cắt trục hoành là trục OX đúng không, trục hoành là trục OX thì mọi người nhìn thấy luôn đấy nhỉ, nó cắt trục OX tại hai điểm này. Đó, ở đây thì mọi người trình bày cẩn thận ra một chút nhá. Cắt OX thì các bạn nhớ có một điểm quan trọng nhất này, cắt OX thì y bằng không nhá, cắt OX thì y bằng không, ngược lại thôi, cắt OY x bằng không. Đó, xong rồi các bạn lắp y bằng không vào cái này, và cái hàm số ban đầu thì mình đó thì mình có trừ 2x cộng 6y bằng 0, thế là mình đã làm được tác này rồi. Vậy đây mình có được trừ 2x bình cộng với 6x bằng 0, rút trừ 2x ra ngoài, bên trong mình có được là x trừ 3 bằng 0, thì đây mình có được là x bằng 0 hoặc x bằng 3. Đó, vậy từ đây mình sẽ có được là suy ra P sẽ cắt OX tại hai điểm nhá, hai điểm, điểm A là 0 0 và điểm B là 3 0. Đó, y luôn bằng 0 nhá, và x bằng 0 hoặc là x bằng 3 đúng không? Vậy thì mình có được hai điểm là điểm 0 0 với cả điểm 3 0. Đấy, nhìn vào trong hình mọi người thấy đó chính là hai điểm vị trí này đấy. Đó, 0 0 với cả 3 0. Rồi, thì đây là cái câu đầu tiên. Đó, vẽ parabol và tìm giao điểm. Tiếp nhá. Bài 2. Bài 2 giải phương trình về phương trình trừ căn đúng không? Thì bước 1 ngồi bình phương hai vế đó. Bước 1 bình phương hai vế. Xong rồi mình tìm ra nghĩa mình thử lại nhá. Bình phương hai vế. Bình phương thì mất căn. 3x bình cộng 5x trừ 6. Cái hằng thức thôi. X bình mời chữ ở trong vở nào. Tự làm đi, tự làm cái này đi. Bài dễ mà. Chuyển vế đổi dấu sang đúng không? Ba với trừ 5 phần 2. Làm bước thực lại nhá. Thử lại. Đi bằng 3 thì gọi là cái 1 này. Thì 1 tương đương với thử lại, nếu mà ra cái đúng, nó ra một cái luôn đúng thì đấy là nghiệm, còn nếu mà nó bị vô lý đó, nó nghĩa là một cái nào nó không thỏa mãn điều kiện đấy thì mình loại cái đi thôi. Bây giờ thấy bằng 3 vào đúng không, 3 nhân 3 bình này, bên trái này
cộng 5 nhân 3 này trừ 6 bằng 6. 3 cộng 3 ở đây bằng 6 thôi, luôn đúng rồi đúng không? X bằng 3 thỏa mãn, x bằng 3 là nghiệm. X bằng trừ 5 phần 2. Đúng. 2 bằng 1 thôi. Xem nó có đúng không? Nhớ bình phương hai vế thì mình phải có thêm bước thử lại nhé. Bởi vì nhiều khi nghiệm nó không thỏa mãn đâu. Đó, lắp vào thôi. 3 nhân với cả trừ 5 phần 2 bình. Cộng 5 nhân với trừ 5 phần 2. Trừ 6. 1 phần 2. Lắp trừ 5 phần 2 vào đây thì cũng bằng trừ 5 phần 2 đúng không? Cũng là 1 phần 2 đấy. Mà luôn đúng. Vậy là bài có hai nghiệm. Thay vào nếu mà nó ra luôn đúng thì nó là nghiệm đó. Vậy suy ra được là S bằng 3 hoặc là trừ 5 phần 3. Rồi, coi đơn giản nhá, mình đi nhanh. Đường tròn đường kính MN đúng không? Vậy thì tâm chính là trung điểm MN thôi. Y là trung điểm MN. Lấy M cộng N chia đôi đúng không? M cộng N là 4 chia đôi là 2 này. 2 trừ 4 âm 2 chia đôi âm 1 này. Tâm xong này. R bằng MN chia đôi. Tính vector MN trước đúng không? Để tính nó thẳng MN thì mình tính vector MN trước. 1 trừ 3 âm 2. 1 trừ 3 âm 2. Trừ 4 chia 2 là trừ 6. Vậy thì mình có MN bằng căn của âm 2 bình là 4 này. 6 bình 36 này trên 2 căn 40 chia 2 đúng không? Bật máy tính này nó tự giúp gọn cho mình luôn. Căn 10. Đó, vậy xong rồi. Vậy giờ mình có được đường tròn x trừ 2 tất cả bình cộng y cộng 1 tất cả bình bằng r bình nhá, là bằng 10. Ok. Bốn nhé. Một biển số xe có mã là 41C4 ở phần trên. 471 à? 71 là tỉnh gì ta? Phần dưới là một dãy gồm có 5 số được chọn từ 0 đến 9 như hình minh họa bên. Có thể tạo ra được bao nhiêu biển số xe thỏa mãn điều kiện trong dãy 5 số ở phần dưới? Nó nghĩa là 71C4 là cố định rồi nhé. Trong số 5 số, nghĩa là tìm 5 số đấy. Hai chữ số cuối là 99 và ba chữ đầu phải khác nhau. Rồi, đơn giản. Làm mọi người làm nhanh câu này, là câu này thì quá đơn giản rồi. À? Có mấy đáp án nhé, có những câu điểm danh nhé. Không nói gì, nghe mình lấy từ 0 đến 9 đúng không? Rồi 99 nó có nghĩa là bây giờ mình chỉ việc chọn ba số đầu thôi đúng không? Chọn ba số đầu đó, chọn số đầu tiên, số thứ hai và số thứ ba thôi. Số đầu có mấy cách đây? Số thứ hai có mấy cách đây? Số thứ ba có mấy cách đây? Đây biển số xe thì số đầu bằng không thoải mái nhá. Nào, chọn số đầu tiên. 10 cách không? Từ 0 đến 9 đúng không? Từ 0 đến 9 là có 10 số nhá. Số đầu tiên thì mình chọn 10 số, chọn số thứ hai 9 cách đúng không? Mình bỏ số đầu tiên đi đúng không? Vì bài bảo khác nhau mà. Chọn số thứ ba 8 cách. Suy ra số cách chọn là 10 nhân 9 nhân 8. 720. Sao?
là một bài đơn giản đúng không? À, thi xong rồi à? Thi xong làm bài không? Thi xong làm bài không? Kết quả thế nào đấy? Nào, bài bài gì đấy? Bài cờ vua à? Hay phết nhỉ. Một quân vua được đặt trên một ô giữa bàn cờ. Mỗi bước di chuyển của quân vua sang một ô khác trung cạnh hoặc là trung đỉnh, à có nghĩa là cái ô vua, cái quân vua nó đang ở vị trí cái ô màu trắng đúng không? Đó thì nó sẽ được phép di chuyển, các bạn biết được chơi luật cờ vua ấy, thì con vua nó sẽ được di chuyển trái ngã, nghĩa là trên dưới phải trái và đi đi chéo cũng được. Đó, nó chỉ đi một ô thôi, chỉ đi một ô thôi. Đó, bạn An di chuyển quân vua ngẫu nhiên 3 bước, tính xác suất để sau 3 bước quân vua trở về vị trí xuất phát. Tính xác suất để ok. Nào bây giờ mình nghĩ thử một tí nào, làm sao để quân vua nó lại sau 3 bước thì nó lại trở về vị trí xuất phát bây giờ. Trở về vị xuất phát đúng không? Vậy thì có nghĩa là quân vua nó sẽ không, nghĩa là nhá, nó đi đến cái ô đại ô phía trên này đúng không, thì nó không được phép, nó chỉ được phép đi qua những cái ô màu đỏ thôi, thì đến cái bước thứ ba, để cái bước thứ ba nó phải về vị trí ban đầu đúng không? Đó thì ở cái bước thứ hai ấy, ở cái bước thứ hai nó vẫn phải nằm trong ô màu đỏ, thì bước thứ ba này nghĩa là nó nằm trong cái vị trí màu đỏ này, thì bước thứ ba ví dụ sang đây đúng không, ví dụ sang đây đó, thì bước thứ ba mới về được vị trí ban đầu đó. Đã hình dung không nhỉ? Có nghĩa là bước 1 với cả bước 2 đều phải đi những cái ô màu đỏ, những cái vị trí màu đỏ đánh dấu sẵn đấy, thì bước thứ ba nào mới có thể về về được vị trí ban đầu được. Rồi ok, nào đầu tiên nhá, N omega, N omega có nghĩa là bây giờ nếu mà quân vua nó đi 3 bước bất kỳ thì nó có bao nhiêu sự lựa chọn đúng không? Thì bước 1 là nó có 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 sự lựa chọn đúng không? 8 sự lựa chọn là 8 cái ô màu đỏ đấy. 8 sự lựa chọn. Omega cũng phải đếm nhá, bài omega cũng tương đối đây. Bước 1 có 8 cách. Bước 2 bước 2 thì bây giờ từ một cái ô màu đỏ này, bây giờ N omega là tất cả trường có thể xảy ra đúng không, thì bây giờ từ cái bước thứ hai, từ bước sau bước thứ nhất đến đến ô này chẳng hạn, thì bước thứ hai mình có ba nó có bao nhiêu vị trí có thể đi, nó cũng có 8 vị trí có thể đi không, nó có phải 8 vị trí có thể đi đúng không, 8 cách. Bước ba cũng thế, sau khi đến một vị trí ở bước hai rồi thì nó cũng có 8 cách đúng không, nó cũng có 8 cách để nó đi tiếp. Vậy bước 3 cũng sẽ có 8 cách. Vậy thì từ đây mình có được omega là 8 nhân 8 nhân 8 nhé. 83. 512. Mới hiểu vấn đề không nhỉ? Đó, cứ một bước đi của nó thì nó có 8 8 8 cách để đi bước thứ hai. Đó, bước 1 thì nó có 8 8 vị trí ở đây rồi đúng không? Nó có 8 vị trí là đây, 8 màu đỏ đây. Đấy, bước thứ hai là sau khi nó ví dụ nó đến được vị trí này rồi, ví dụ đến được vị trí dưới đây rồi thì nó cũng sẽ có 8 cách đúng không? Để nó đi tiếp vị trí tiếp theo. Đó, đến ô này rồi thì nó cũng có 8 cách thì nó đi tiếp vị trí tiếp theo. Đó, bởi vì số các cái trường hợp mà nó có thể đi được cho 3 bước là 8 nhân 8 nhân 8 là 512 cách. Nào, bây giờ mình mới đến xác suất nhá. Bây giờ mình mới đến biến cố đấy. Biến cố ở đây đó là sau 3 bước thì nó trở về vị trí ban đầu, và như thầy vừa phân tích ấy, đó là để nó vị
để nó quay về vị trí ban đầu ở bước thứ ba, thì bước 1 và bước 2 nó đều phải đi những cái ô màu đỏ đấy. Những cái ô này giống màu đỏ này. Bởi vì ở bước thứ hai nó dừng lại ô màu đỏ thì bước thứ ba nó mới về được đây. Hay bước thứ hai dừng ô màu đỏ này thì nó mới về được vị trí vua này. Đó, ai dừng đây thì mới về vị trí vua được. Còn nếu mà nó nằm ngoài này thì nó không thể đi được về vị trí ô này. Đó, bởi vì quân vua nó chỉ đi một bước thôi. Nó chỉ được một cách cách một ô thôi, đi trái phải trên dưới dọc ngang. Đó, nên nó chỉ đi một bước thôi đúng không? Bởi vì đến bước thứ hai thì nó vẫn phải dừng ở màu đỏ phải rồi. Vậy thì ở đây mình sẽ có được như sau này, câu này thì thầy sẽ chia làm hai trường hợp. Câu này sẽ có hai trường hợp. Có những tỷ nhá, hai trường hợp câu này sẽ như sau này. Trường hợp 1. Trường hợp 1. Đó là bước 1. Đi hai cái ô trên dưới và trái phải. Đi hai ô trên dưới và trái phải. Đó. Trường hợp 2 sẽ là đi hai ô ở vị trí chéo. Đó, thì đây thì mình có thể nói là vị trí ở đây thì bài nó dùng từ là các ô có chung cạnh hoặc là chung đỉnh. Bởi vì bước 1 thì mình sẽ đi những cái ô chung cạnh nhá. Ô chung cạnh là ô này này, ô này này, ô này này, ô này này, là nhà những ô chung cạnh. Đó. Bước 1 đi trường 1 đấy là bước 1 đi những ô chung cạnh. Vậy thì bước 1 mình có bốn cách đúng không? Bốn bốn ô chung cạnh nhé. Ô này là 1 này, ô này là 2, ô này là 3 này, ô này là 4 này. Bước 2 thì như thầy vừa đánh giá ấy, bước 2 của mình nó vẫn phải dừng ở ô màu đỏ thì bước 3 nó mới về vị trí ô vua được. Thì bây giờ mọi người nhìn thấy nhá, bây giờ ví dụ như là nó ở cái ô, lấy một ô thôi, lấy ô này đi chẳng hạn, lấy ô này đi thì nó có bao nhiêu cách để đi bước 2 nào, bao nhiêu cách để đi bước 2, mọi người nhìn bao nhiêu cách mà các bạn có thể cho thầy một cái comment được không, một cái gửi tin nhắn được không, để cho mọi người đảm bảo là mọi người đang đang hiểu bài không? Là không quá khó. Là bước 2 là bước bước 1 nhá, nó đi đến cái ô thầy đánh dấu x rồi thì bước 2 nó vẫn phải đi vào những ô màu đỏ thì bước 3 là nó mới vị về vị trí ô vuông đầu được. Thì bước 2 là có bao nhiêu cách nhỉ? Hương là có bao nhiêu cách? Chi Dũng nào? Chào ơi, mọi người đâu rồi, đâu hết rồi? Hai á, hơi ít, nhiều hơn. Ô vua, con vua nhá, nó được đi trái phải trên dưới dọc ngang, có nghĩa là nó được đi ô 8 ô xung quanh nó, 8 ô xung quanh nó. Bước 2 là có bao nhiêu cách nhỉ? À đúng rồi, chuẩn. Đâu số bạn nhìn được rồi đấy. Dũng ơi đi bằng cách nào chưa thấy comment này. Đúng rồi, đúng, chuẩn chuẩn chuẩn. Chi ơi sao 7? 7 là hơi, 7 là hơi 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 hơi. Hơi sai, nó phải sau bước 2 nhá. Sau bước 2 nó vẫn phải dừng ô màu đỏ, những cái ô chấm chấm màu đỏ tròn đề bài chấm hộ mình ấy. Thì bước 2 nó vẫn phải chấm ô đấy. Phương Anh là bao nhiêu cách nhờ? Vì đây nhá, ô con vua ấy, nó được đi những ô này này, đây để tô màu ra đây. Ví dụ nó đang ở vị trí này rồi đúng không, đây dấu x này rồi đúng không, sau bước 1 thì nó đang ở vị trí x này rồi thì bước 2 ấy, nó có thể đi được đây, nó có thể đi được cái đây là cái những cái ô mà nó có thể đi, đây những cái ô mà nó có thể đi nhưng mà nó phải dừng ở những cái ô có màu đỏ thì để bước 3 nó mới về vị trí ô giữa được. Đó, vậy thì nó chỉ có 1, 2, 3, 4 sự lựa chọn đi thôi không? Đó, nó đi sang 4 cái màu đỏ ở gần nó nhất đấy. Đó, vậy thì bước 2 nó có 4 cách nhé. Hiểu chưa? Hiểu chưa Hương?
Đó. Và bước 3. Bước 3, nó về vị trí ông, nó về vị trí vua bình thường thôi. Đó thì nó có đúng một cách thôi đúng không? Nó có đúng một cách về vị trí. Ví dụ như nó ô này rồi thì nó đi lên thôi. Ở nó ô này thì nó đi chéo sang thôi. Đó thì nó còn một cách duy nhất thôi nhá. Bước 3 nó còn một cách. Nó về vị trí ở đâu thì chỉ có một cách thôi. Đó, vậy từ đây mình có được là số cách là 4 nhân 4 nhân 1 đúng không? Là 16 cách. Rồi. Và tại vì sao thầy phải chia hai trường hợp này, vì mọi người nhìn thấy trường hợp thứ hai nhá. Cái trường hợp thứ hai nó sẽ khác này, trường hợp thứ hai là bước 1. Bước 1 nó sẽ đi, không phải nó đi những cái ô chung cạnh nữa, mà nó sẽ đi những ô trung bình. Đi ô trung bình là ô này này. Ô này và ô này, ô này. Đó. Những cái ô trung bình với nó. Bốn cái ô ở vị trí chéo đấy. Bước 1 nó đi những ô trung bình. Đây là tên trường hợp 1, trường hợp 2 nhá. Đó, thì bước 1 nó có bốn cách đúng không? Nhưng bước 2 là mọi người nhìn thấy bước 2 nó có bao nhiêu cách nào? Nào nếu đã hiểu rồi thì bước 2 là có bao nhiêu cách nào? Nó chỉ được đi 8 ô xung quanh thôi, nhưng mà nó phải dừng ở cái ô mà có màu đỏ thì để bước 3 nó về, nó mới về vị trí ban đầu được. Đó, vậy thì bước 2 nào, Hương bao nhiêu cách ở Hương? Sau khi nó về một trong bốn cái ô ở vị trí đánh dấu x này rồi thì đến bước 2 nó có bao nhiêu cách đi nữa? À, bài này cũng tương đối ở bài này cũng lạ đúng không? Bài tương đối lạ đấy. Các bài đếm, cái chương đếm là một chương khó nhá. Chương đếm là xác suất đấy, chứ không phải là một chương dễ bao giờ cả. Đó, rất nhiều dạng bài khác nhau. Đúng rồi, hai cách. Bởi vì nhá, giải thích lại này, bởi vì đây, ví dụ nó đến cái ô này rồi đúng không? Ví dụ đi ô này đúng không? Thì nó chỉ có thể đi được 8 ô xung quanh nó thôi. Đây. Đó, nhưng mà nó phải dừng ở cái ô màu đỏ. Bởi vì nó chỉ có cái vị trí ở đây này. Vị trí cái ô này này, hoặc vị trí cái ô này thôi. Đó, bởi vì nó bước hai chỉ có hai cách đi thôi. Đó, đấy là lý do tại sao mình phải chia thành hai trường hợp đấy. Bởi vì nếu mà mình bước một đi 8 cách đúng không, thì không biết là bước hai mình đi bao nhiêu cách, nó vừa là bốn cách này và nó vừa là hai cách đúng không? Đó, nếu chiều 2 thì nó sẽ còn hai cách thôi đúng không? Đó, bước 3 chỉ có một cách thôi. Ba về vị trí ban đầu chỉ có một cách thôi. Đấy, đây mình có được số trường hợp ở trường hợp 2, số cách ở trường hợp 2 là 4 nhân 2 nhân 1 là 8 cách. Đó, với NA bằng 16 cộng 8. Rồi, PA thôi. N omega 512 nhé. Đây có, ở đây mình có được PA bằng NA chia N omega 24 chia 512. Ba phần 64. Kết quả đây nha. Rồi mọi người xem lại bài này nào. Đó, đây cũng là một bài cũng tương đối hay. Lạ nhỉ, coi lạ. Xong rồi nhá, ngồi chơi vào trong chưa? Sau đó thì mình sẽ chuyển sang mấy bài trắc nghiệm hình này. Nào, câu 1 nào. Câu 1 lại comment à, câu 6, bài 6 rồi đúng không? Bài 6. Là mọi người lại 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 gõ đáp án cho thầy, gõ đáp án cho thầy nhá, gửi cho thầy nhá, câu 6 đáp án gì nhá. 6 nào. Rồi xong rồi tự luận rồi đấy. Rồi ok. 6 với đơn giản đúng không? Ở đây mọi người thì có thể tính lấy 2n hoặc lấy 2u, nhưng ở đây thì bài cho tổng quát rồi thì lấy 2n thôi. N1 đúng không?
trừ 1, hệ số x y đó, 1 2. N2 2 âm 1. Sau đó mình dùng công thức nhá, cos của góc tọa 72 đường thẳng. Cos tọa 72 D1 về D2, chú ý công thức là trị tuyệt đối. Trị tuyệt đối của tích vô hướng nhá. Chia tích độ dài. Nếu mà đề bài nó chỉ bảo là góc giữa hai vector thôi thì không có trị đối trên tử. Nhưng mà góc giữa hai đường thẳng thì có nhá, góc ở đây có trị đối đây. Đó. Trừ x nhân x cộng y nhân y, trừ 1 nhân 2 là trừ 2. Trừ 2 nữa. Chia cho căn của trừ 1 bình là 1, 2 bình là 4. Căn của 2 bình là 4, trừ 1 bình là 1. Vậy nó bằng là trừ 4 là 4 phần 5. Đáp án chính xác là đáp án D. Rồi. Có trị tối nhá, không phải nhầm A đấy. Rồi, câu 7 nào. Mã xác thực OTP one time password. À, bây giờ mới biết là cái OTP nó viết tắt của cái từ one time password là mật khẩu một lần. Do một ngân hàng gửi điện thoại của khách hàng cho một lần giao dịch là một dãy. Các có tài khoản ngân hàng chưa? Hình như là học sinh được lập cái tài khoản ngân hàng là MB đúng không? Thì đợt dịch là thì năm các bạn học. Năm các bạn học đã chưa. Bạn lên mới lên lớp 10 thì hết dịch rồi đúng không? Thì năm các anh chị khóa trước học là tất cả anh chị đều cần phải lập một cái tài khoản ngân hàng để có thể học online mà đúng không? Học online mà mình có thể chuyển khoản học phí online, là mua bán cái gì đó online. Học sinh có thể làm một cái tài khoản ngân hàng MB được. Thì như miễn phí ra. Nào, ok, trở lại bài nhá. Mã khách hàng giao dịch này, dãy có 6 ký tự từ 0 đến 9. Có thể tạo ra bao nhiêu mã xác thực khác nhau? Như vậy, khác nhau như vậy. À, đề bài không bảo là các chữ số khác nhau nhá. Đề bài không phải các chữ số khác nhau. Nào, câu này bao nhiêu nào, comment thử này. Có đúng không? Chọn chữ số nhất thôi. Ở đây có 6 chữ số đúng không? Chữ số nhất bao nhiêu cách chọn đây? 2 bao nhiêu cách chọn, 3 bao nhiêu cách chọn thôi. Bao nhiêu nhỉ? Chọn đường nhất đúng không? Số thứ nhất đúng không? Có 10 cách nhá. Số thứ hai có 10 cách nhá. Không phải khác nhau mà. Số thứ ba có 10 cách. 4 10 cách. 5 10 cách. 6 10 cách. Vậy nó là 10 mũ 6 đấy. 10 mũ 6 vậy thì nó sẽ là 6 số 0. Rồi, 6 số 0. Rồi, C. C đấy. C A. A là khác nhau rồi. A là khác nhau rồi. Đề bài có khác nhau đâu. Tạo ra bao nhiêu mã xác thực khác nhau kìa. Tạo ra các mã khác nhau ấy. Chứ không phải là một mã có các chữ số khác nhau. Đó, đọc đề nó cẩn thận. Có bao nhiêu mã xác thực khác nhau? Rõ ràng ở đây là đây là số cách này. Mã cái số đầu tiên có 10 cách đúng không? Số thứ hai có 10 cách. Thứ ba có 10 cách. Chứ không bảo là không phải bảo là một cái mã nó có 6 chữ số khác nhau nhá, không hề bảo thế. Đây là C đấy. Câu 8 nào. Fx là ax bình cộng bx cộng c có đồ thị như hình bên, tìm tất cả giá trị của x để fx nhỏ hơn không. Fx nhỏ hơn không, ta nhìn vào đồ thị mọi người thấy khá đơn giản thôi. Fx nhỏ hơn không đúng không? Fx chính là y ấy. Fx chính là y đúng không? Thì mọi người xem là cái nào y nhỏ hơn không này, thì phần dưới trục x nhá là phần nhỏ hơn không. Đây này, phần này, đó, phần này là phần dưới trục x nhau. Đây sẽ là phần nhỏ hơn không nhá. Đó, và đây mọi người nhìn thấy x chạy từ đâu nhỉ? X chạy từ 1 cho tới 3. X chạy từ 1 đến 3 đúng không? Và từ đây mình sẽ có luôn, nhìn vào đồ thị luôn, mình sẽ ra được là x sẽ thuộc vào khoảng từ 1 đến 3. Đó, còn nếu mà dương thì nó là phần trên nhá. Nếu mà để bảo là fx dương là phần nằm bên trên này. Đó, thì nếu mà fx dương, câu này không hỏi, nhưng mà nếu mà để bảo fx lớn không, thì nó lại là x phải
thuộc khoảng từ âm đoạn này đúng không, là nhỏ hơn một này, âm vô cùng tới một, hoặc là x thuộc vào khoảng từ 3 thì dương vô cùng đó. Như đây bà bảo em nhỏ không, nó ra chính xác là bằng b nhá, nhỏ không nghĩa là cái phần bên dưới trục OX thôi đó, phần có y âm đấy mọi người, sóng sang đây y âm không đó, tất cả y của nó đều âm đúng không, đó là nằm phía dưới trục OX. Rồi mọi người nốt nhanh cái đồ thị vào vở nhá. Câu 9. Câu 9 nhá. Mọi người nhìn rõ đây không? Có hơi bị mờ. Hàm số mô tả sự phụ thuộc của y số tiền phải trả tính bằng nghìn đồng vào x lượng điện tiêu thụ trên từng khoảng giá trị x được cho bởi công thức hình bên. Rồi, cho nghĩa là mọi người hiểu là gì? Các bạn hiểu cái đóng tiền điện ở nhà mình ấy, là thầy giải thích lại nhá, đóng tiền điện ở nhà các bạn ấy là đóng theo kiểu như này này. Là đóng theo kiểu là nếu mà từ 0 cho tới 50 số điện, nó gọi là ở nhà là 50, từ 0 đến 50 số điện đúng không? Thì nó sẽ tính theo một giá, nó tính theo cái giá này. Đó, từ từ số điện thứ 50 tới số điện thứ 100. Từ thứ 51 rồi đúng không? Lớn hơn 50 rồi, từ 51 tới 100 thì nó sẽ tính được tính theo cái giá thứ hai này. Đó, thì thường ấy đó là ở nhà mình. Ở nhà. Đó thì nó còn tùy thuộc vào gọi là số người ở trong gia đình các bạn. Đó, ví dụ như là một người ấy, thì sẽ được có khoảng 50 số điện ưu tiên. Đó, nếu là một một người nhá, sẽ được có 50 số điện ưu tiên, là 50 số điện đầu tiên ấy thì sẽ tính giá rẻ. Giá rẻ. Đó, còn 50 số điện tiếp theo ấy thì là sẽ tính một giá khác, giá đắt hơn. Đó, vậy thì nếu mà cái dạng nhà các bạn càng nhiều người đúng không? Ví dụ có 6 người chẳng hạn thì các bạn sẽ có được là 50 nhân 6 là 300 số điện đầu tiên, sẽ tính theo cái giá rất là rẻ. Đó, nhưng mà từ cái giá từ cái số điện thứ thứ 301 thì mọi người sẽ bị tính một cái giá khác, nó đắt hơn. Đó thì câu này ý ý cũng là tính như thế. Đó. Từ 0 đến 50 thì tính theo cái giá là 1,678 nhân x, có nghĩa là ví dụ nhá, mình dùng hết 29 số điện chẳng hạn. Nghĩa là tấm nhỏ từ 0 đến 50 đúng không? Thì mình sẽ có số tiền phải trả là 1,678 nhân với cả 59. Thì đây ra số tiền điện. À, nhân với cả 29. Đó. Mọi người hiểu vấn đề chưa? Rồi, và cứ thế. Rồi, để bà bảo là ông An tháng thứ nhất xài hết 7 xài hết 90 kW điện, 90 kW điện. Tháng thứ hai ông ấy xài hết là 120 kW điện. Theo công thức bên trên thì số tiền ông A phải trả 2 tháng gần nhất cần lấy kết quả nào? Ok, mọi người làm thử câu này nào. Cũng là một cái bài tập thực tế đấy, ở trong những cái đây là một vấn đề mà nên quan tâm đúng không? Chưa 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 đến tuổi phải trả tiền điện thôi, nhưng mà thi học xong đại học là thứ là cũng phải nghĩ đến chuyện đấy đấy. Xem là ngày về công ty tính điện tính như nào, không tính được không nào? Sáng thứ nhất xài hết 90 kW điện, sáng thứ hai xài hết 120 kW điện. Vậy theo công thức thêm thì tổng 2 tháng là ông ấy phải trả bao nhiêu tiền? Làm được không? Tính thử 1 tháng cho xem này. Tính là thứ hai tương tự nhá. Tháng 1. Ông ấy sẽ phải đóng như sau này. Bạn nào mà nghĩ tới việc là 90 nó nằm trong khoảng từ từ 50 tới 100, xong rồi lắp 90 vào dòng thứ hai này thì là chưa đúng nhá, bởi vì nó tính tiền điện, nó bảo thì bảo rồi, nó tính tiền điện là 50 số điện đầu, 50 số điện đầu thì sẽ luôn được tính giá rẻ, và từ số điện thứ 51 đó tới cái số điện thứ nhỏ hơn 100, 90 là nhỏ hơn 100 đúng không, thì mình sẽ được tính theo giá điện thứ hai, có nghĩa là ông ấy phải dùng hết 50 số điện đầu đã đúng không. 50 số điện đầu thì mình lấy đây đây 50 số điện đầu đúng không, nằm trong cái
Tính giá thứ nhất này thì mình có được là 1,678 nhân 50, thì đây là giá của 50 số điện đầu. Giá của 50 số điện đầu. Đó, sau đó cộng với 90 đúng không? Thì 40 đúng không? Thì 40 cái số điện tiếp theo ấy nó sẽ tính theo cái giá 40 tiếp theo sẽ tính theo cái giá thứ hai. Đó, bởi vì nó nằm trong khoảng từ 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 50 đến 100 mà. Đó, từ 51 đến 100 đúng không? Đó. Vậy thì 40 số điện tiếp theo từ 51 cho tới 90 đấy. Đó, nằm trong khoảng từ 50 đến 100 đúng không? Thì nó sẽ tính theo dạng thứ hai. Có nghĩa là mình sẽ có được là 1,734 nhân 40 trừ 2,8. Đây. Đây là giá của 40 số điện tiếp theo. Đó, đây là cộng lại với nhau thì mình ra được số tiền của tháng thứ nhất. Riêng về đóng 18 thứ nhất 1,678 nhân 50 cộng 1,374 nhân 40 trừ 2,8. Tháng thứ nhất ông ấy phải đóng đây 150.000,46 vâng. Thì giá này giá tính ngày xưa rồi đúng không? Ông ấy dùng tiết kiệm hết. Một tháng ấy có 150.000 tiền điện. Rồi. Tiếp nhá, tháng thứ hai này. Tháng thứ hai. Ở giá này tính nhà là rẻ đấy nhá. Không thể biết các bạn biết ở trung tâm người ta tính giá điện thầy là bao nhiêu không? Ở đây các bạn nhìn thấy giá điện nó là 230 nghĩa là 2,792 thôi đúng không? Nghĩa là trên 3.000 đúng không? Ở trung tâm thầy đang tính là 4.000 rưỡi. 4.400. Nghĩa là 4,400 nhân với x. Đó. Còn giá điện ở nhà rẻ hơn, đây ở nhà sẽ rẻ hơn, đây chắc là đây là giá điện ở nhà. Nào, thêm tháng thứ hai nhá. Xài hết 120 kW điện mình làm tương tự đúng không? Thì mình phải chia ra thành 50 số điện đầu để tính ra giá này. Đó, 1,678 nhân 50 cộng tiếp từ 50 đến 100 đúng không? Là 50 số điện tiếp theo. 50 số điện tiếp theo cũng được tính theo tính tính theo giá thứ hai. Vậy nó là 1,734 nhân 50 trừ 2,8. Đó, đến đây là có 100 số điện rồi đúng không? Đến đây là mình có được 100 số điện rồi. Và mình còn 20 số điện nữa. Thì 20 số điện nữa là mình sẽ tính trong khoảng từ 100 đến 200 không? Chính là từ 101 đến 2 đến 120 đấy. Thì 20 số điện nữa thì mình được tính theo giá thứ ba. Vậy nó sẽ là 2,014 nhân 20 đúng không? 12 số điện cuối cùng. Trừ đi 30,8. Đó, đây mình phải tính như này nhá. Một bảy bảy hai tám vậy suy ra được 2 tháng mình cộng hai số này lại với nhau thôi cộng với 150,46 327,74 đây kết quả nhé 327,74 nhầm đâu à? Chưa thấy cái nào gần nhất với cái nào nhỉ? Gần nhất với kết quả không gần nhất tại sao đấy nhỉ? Từ từ khoan khoan. Tính đúng chưa? Chẳng đâu thấy 90 watt điện vậy thì 1,678 nhân 50 số điện đầu này. Còn 40 số điện nữa đúng không? 40 số điện tiếp theo mình tính theo giá thứ hai. Là 1,734 nhân 40 trừ 2,8 bằng 150,46. Sáng thứ hai giá 120
kW điện thì 50 số điện đầu là tính theo giá này, cộng với 50 số điện tiếp theo cộng với 20 số điện cuối tính tính theo cái giá thứ ba. Đúng rồi. Cộng 150,46 327,74. Nhầm đâu nhỉ? Thầy ra 327,74. Thì nghĩ là cách tính tính đúng à. Chất tiền điện thì tháng nào thì cũng trả sắp là như này rồi. Nó phải tính theo kiểu này. Chắc là nó như này đáp án chắc có vấn đề, thì kiểm tra lại câu này nhá. Kiểm tra lại câu này, chắc đáp án có vấn đề. Thì tiền điện nó phải tính như vậy mà, nó phải tính hết 50 số điện đầu thì nó mới tính sang cái giá thứ hai, sang sang từ cái số điện thứ 51 đó, ví dụ từ 70 số điện chẳng hạn đúng không, thì 50 số điện đầu nó tính theo giá nhất và 20 số điện tiếp theo thì nó mới tính theo giá điện thứ hai thôi, chứ không phải toàn bộ tính theo giá điện thứ hai. Ok rồi, vậy thì câu này thì kiểm tra đáp án sau nhé, cho đỡ mất thời gian. Rồi câu 10, câu 10 cho parabol y bằng ax bình cộng b cộng c đi qua điểm A1, rồi tính giá trị của cái này. Đi qua thì đơn giản thôi đúng không? Thì cứ thay điểm A vào thôi. A21 thuộc vào parabol. Vậy thì có nghĩa là bạn thấy x bằng 2, thấy y bằng 1 vào. À đây này. Y bằng 1 đúng không? X bằng 2 4a cộng 2b cộng c. Sau đó thì đi qua điểm B nữa. Thay vào thôi. Thay x bằng thay x bằng 3, x bằng âm 3, y bằng 5. 5 bằng 9a trừ 3b cộng c. Tính giá trị của biểu thức 44a trừ 8b cộng 6c. Ok, câu này có kiểu làm như sau này. Đó là mọi người sẽ rút thử một lần ra, rút ở đây mình có thể rút hết B với C theo A. Rút B với C theo A rồi thay thử vào đây xem có triệt tiêu được hết không nhá, thử này. Cái làm nhá. Đầu tiên là mình có thể rút C ở đây ra được đúng không? C bằng là 1 trừ đi 4A trừ đi 2B. Rồi lắp vào cái C ở bên dưới đây. Vậy thì mình có được là hơi khoa nhỉ, đây tí nhá, thầy thử nhập theo một cái cách thứ hai là xem nó có ra không. Thầy thử nhập thử các bạn, nếu mà không ổn thì đi theo cách đầu tiên. Hai bốn cộng sáu đúng không? Ok. Thì câu này thầy dùng theo kiểu cộng đại số nhá. Thầy làm theo kiểu cộng đại số thì nó sẽ xuất hiện đúng cái biểu thức này luôn. Nó xuất hiện được đúng cái biểu thức mình cần này luôn này. Cái này luôn. Đó. Thì thêm kiểu gì? Thì bây giờ thầy có ý tưởng là phương trình trên thì nhân với cả m. Phương trình này nhân với cả m này. Phương trình này nhân với cả n. Đó, nhưng mà mn bằng bao nhiêu? Mn bằng bao nhiêu để khi mà nhân ra mình được 44a trừ 8b cộng 6c. Đó, còn cái cộng 3 ở cuối thì mình thêm bớt được.
Đó làm thế nào nhân ra đúng không? Thì bây giờ thì khi mà nhân ra đúng không? Thì có phải là thầy sẽ được là nhân m vào nhé, thì mình có được là 4 ma cộng với cả 2 mb đúng không? Cộng với mc. Ở dưới của mình sẽ là 9na trừ 3nb cộng nc. Thì bây giờ mọi người thấy là cộng a lại với nhau đúng không? Nếu mà cộng hai phương trình lại với nhau thì mình có được 4m cộng 9n phải bằng số 44 đó, hệ số của a là 44 đúng không? Đó. 2m trừ 3n phải bằng hệ số của b, đây là bằng trừ 8. Và sau đó mình kiểm tra bằng hệ số c. Mình bấm máy tính ra nhá. Bấm này, 4 này. 9 này. 44 này. 2 này, trừ 3 này, âm 8 này. 2 với cả 4. M bằng 2 với N bằng 4. Vậy thì kiểm tra C đúng nhá. 2 này, 4 này. Thì cộng lại với nhau mình 6C chuẩn rồi đúng không? Đây 6C rồi. Vậy tóm lại câu này mình sẽ cộng lại số mà mình nhân nhân dòng trên với 2, nhân dòng dưới với 4. Nhân dòng trên với 2 và dòng dưới với 4 rồi cộng hết lại với nhau. Cộng hai vế lại với nhau là mình ra được biểu thức đề bài cho. Vậy từ đây mình có được này. Dòng trên mình nhân 12, à, dòng trên mình nhân 12 nhá. 8a cộng 8b cộng 2c bằng 2 nhân là hai vế nhá. Nghe một phải nhân 2 này. Dòng dưới mình nhân với 4. 36a trừ 12b cộng 4c bằng 20. Sau mình cộng hai này lại với nhau. Mình được là 44a này trừ đi à nhân 2 thôi, cái này chưa mọi người, nhân 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 2 với này thôi đúng không? Nhân 2 vào đây thì đây chỉ là 4b thôi. Rồi, 4b mà trừ 12b thì mình được là trừ 8b không? 6c đúng không? Bằng 22. Rồi sau đó mọi người lắp vào đây về S sẽ bằng là đây cái bằng 22 rồi. 44a này trừ 8b cộng 66 này. À, cộng 6C này. Đó, vậy thì 4A, 44A trừ 8B cộng 6C bằng 22. Thì nó là 22 cộng với cả 3. 22 cộng 3 là bằng 25. Đáp án là 25. Đó, chính xác là B. Đó. Các bạn phải làm hơi khéo một tí. Các bạn mình phải nhẩm nhá. Đó, cách nhẩm thì thầy bảo các bạn rồi đấy. Nhân với cái M này, nhân với cái N này. Đó, khi mình nhân ra mình được là 4MA cộng 2MB cộng MC bằng 0. 9NA cộng 3 trừ 3 trừ 3NB cộng với cả NC bằng bằng cái gì đó, bằng đây là bằng M đúng không, bằng N đúng không? Nó quan trọng là cái hệ số mình tìm MN bao nhiêu cho đúng không, cộng lại với nhau đúng không, thì 4M cộng 9A phải bằng 44, 2M trừ 3B phải bằng trừ 8. Bấm máy tính ra được MN, mình kiểm tra xem là nó có đúng với C hay không. Đó, khi mà cái C cộng lại với nhau đúng không? Hai cái C cộng lại với nhau thì mình ra được là 6C. Đó, thì đây mình tìm được là M bằng 2 và N bằng 4 thì là chuẩn luôn. Rồi, câu 11. 11. À, những câu đơn giản thì thầy bỏ hết rồi nhá. Hôm nay mình sẽ luyện tập những câu tương đối. Bác Hùng dùng 40 mét thép gai già một mảnh vừa hình chữ nhật để trồng rau. Gọi x là kích thước chiều rộng của chữ nhật. Tính diện tích mảnh vườn nói trên không nhỏ hơn 91 mét. Để diện tích mảnh vườn không nhỏ hơn có nghĩa là lớn hơn hoặc bằng đấy. Thì x nhận giá trị bao nhiêu? Ok. Bài này này. Thì đề bài gọi chiều rộng là x đúng không? Để chiều dài bao nhiêu? Thì bảo là dùng hết 40 mét thép rào mét để rào rào là rào rào là rào cái viên đường viên này thôi đúng không? Thì đường viên là chu vi đấy. Đường viên là chu vi đúng không? Nghe x này. Chiều à, chiều rộng là x. Chiều dài chưa biết là bao nhiêu đúng không? Thì mình sẽ tính cái chiều dài theo x nhá. Thì đây mình có chu vi mảnh vườn sẽ là 40 mét. Đó, bây giờ mình có được là x này. Chu vi là chiều dài cộng chiều rộng đúng không? Chiều rộng cộng chiều dài này nhân 2 bằng 40. Vậy từ đây mình sẽ có được là x cộng chiều dài
bằng 20. Vậy thì giúp chiều dài sẽ bằng 20 chữ x. Rồi. Và đề bài bảo là để diện tích mảnh vườn đúng không? Thì diện tích mảnh vườn thì bằng chiều dài, chiều rộng nhân với cả chiều dài. Để mình có được diện tích mảnh vườn thì bằng chiều rộng này nhân với cả chiều dài bằng x nhân với cả 20 chữ x. Nhân bung ra. Bung ra mình được là trừ 20x, 20x trừ x bình đúng không? Để x bình trước nhé. Đó, đề bài bảo là chu vi không nhỏ hơn 91 thì nó sẽ là lớn hơn hoặc bằng 91. Đã chuyển biến đổi dấu sao không? Đây. Đó, bấm máy đó nhỉ. Lớn bằng là 3. Ở máy 580 bấm luôn luôn nhé. Còn máy 570 thì ngồi dùng trong trang cuối cùng thôi. Đây. 7 nhỏ hơn bằng x nhỏ bằng 13. Rồi, B đúng không? Đó, x thuộc đoạn từ 7 đến 13. Để cái làm câu này. Mười hai nhá. Một lô hàng có 20 sản phẩm, trong đó có 4 4 phế phẩm. Lấy tùy ý 6 sản phẩm, nghĩa chọn là 6 phần phẩm đúng không? Có 4 phế phẩm nhá, chọn là 6 sản phẩm. Từ lô hàng đó thì rất là để 6 sản phẩm đó không quá một phế phẩm. Nghĩa là ít nhất một phế phẩm. À, không quá một phế phẩm, không quá một phế phẩm. À vậy thì chỉ có hai trường hợp thôi, có phải đến 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 trực tiếp nhỉ? Không quá một phế phẩm nghĩa là không một phế phẩm nào, hoặc là một phế phẩm thôi đúng không? Và đến trực tiếp được nhé. N omega trước này, C6 20, C6 20. Rồi sau đó thì trường hợp một không có phế phẩm, không quá một mà vậy thì ngược lại không quá, à không phải, có phải không, bài không nên, không nên đếm ngược lại, không nên đếm ngược lại vì không quá một thì chỉ có không hoặc là một phế phẩm thôi đúng không, không có phế phẩm, không phế phẩm, vậy toàn bộ phải là sản phẩm tốt đúng không, thì mình có 4 phế phẩm thì có 16 sản phẩm tốt thôi, có 20 sản phẩm mà trong đó có 4 phế phẩm rồi thì có hai 4 phế phẩm rồi thì có 16 sản phẩm tốt đúng không? Thì là C6 16. Trường 2 một phế phẩm. Một phế phẩm thì 5 cái còn lại phải sản phẩm tốt đúng không? Vậy thì nó sẽ là C1 4 này là một phế phẩm này nhân với cả C5 16. Đó, vậy thì ở đây mình có PA thôi. Bấm máy. Sáu một chín. Nhầm đâu ta? Có không quá, có không quá. Vậy thì là không một phế phẩm nào. Hoặc là một phế phẩm thôi. Không phế phẩm là C6 16. 4 phế phẩm thì 16 sản phẩm còn lại là sản phẩm tốt đúng không? C6 16 C1 4 là một phế phẩm. C5 16. À đây đây thì bảo máy tính nhầm, ở đây là số nhân. Đây. Rồi, có đáp án nhá, 637 phần 969.
B. Rồi, thôi cuối nhá, cuối cho mình nghỉ nhá. Một nhóm công nhân gồm có 15 nữ, 15 nam, 5 nữ. Người ta muốn chọn từ nhóm ra 5 người để thành lập một tổ công tác gồm một tổ trưởng là nam, một tổ phó là nam, ba người còn lại ít nhất một nữ. Hỏi có bên cách lập tổ công tác đó. Ba người còn lại ít nhất một nữ à? Bài này thì nghĩ là nên đến trực tiếp thôi. Ba trường hợp, ba trường hợp là xong, là xong. Trường một, ba người còn lại là một tổ trưởng là nam, một tổ trưởng là nam, một tổ phó là nam, là ok rồi này. Bây giờ mình tính đếm nốt cái ba người nhất một nữ là xong thôi. Ba người yết một nữ, vậy thì một nữ, hai nữ, ba nữ đúng không? Đó, ba người còn lại thì là có một nữ. Các câu hỏi đếm gián tiếp, gián tiếp thì sợ mọi người hơi bị lòng hoàng ấy. Gián tiếp thì phải là một tổ trưởng, một tổ nam, rồi ba người còn lại là nữ hết. Mình lấy trừ đi, nhưng mà thôi cái câu này mình nghĩ là đếm 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 trực tiếp được. Chọn một người tổ trưởng là nam nhá, C1 15 này. Chọn một tổ người là tổ phó là C1 14 này. Bởi vì mình đã chọn một người làm tổ trưởng rồi thì mình còn 14 người còn lại là để chọn là tổ phó thôi. Sau đó ba người còn lại có một nữ, vậy thì là có hai nam một nữ đúng không? Vậy nó là C2, nó là C2 10 13. Mình đã chọn hai nam rồi đúng không, là nam còn 13 người thôi. C2 13 này đó, nhân với cả C1 5 cho một nữ đó. Trường 2, ba người còn lại có hai nữ, C1 15, C1 14. Vẫn phải chọn tổ trưởng tổ phó trước nhá. Hai nữ thì một nam đúng không? C1 13. Chọn trong 13 nam còn lại vì đã chọn tổ trưởng tổ phó rồi thì mất đi hai người rồi, còn 13 người thôi. C2 5. Có ba nữ hết. Vậy nó là C1 15 nhân với cả C1 14 nhân với cả C3 5. Rồi cộng hết lại với nhau. Cộng hết lại với nhau. C1 15 là 15 này. 14 này. 13 C2 này. 5 C1 là 5 này. 5 14 13 5 C2 15 14 5 C3. Rồi, có là bạn A. Đó, N cộng hết lại với nhau thôi. Ok nhé mọi người, vậy thì buổi hôm nay mình có chữa lại nốt đi. Chữa lại xong đi, sau đó thì buổi hôm nay mình nghỉ ở đây. Chúc mọi người thi tốt nhá. Chắc là tuần này các bạn thi gần như thi hết rồi đúng không? Bạn nào mà chưa thi nhá, à từ dặn nốt này, bạn nào mà chưa thi thì nhắn ngay cho anh Đức nhá, để anh ấy thêm một số buổi bổ trợ cho các bạn nữa. Để bởi vì điểm học kỳ các bạn tương đối quan trọng đấy, vì bây giờ thi đại học là có cái hình thức là xét xét điểm, xét điểm học bạ. Đó, thế nên là cái điểm lớp 10 có tính nhá, nó sẽ tính 5 kỳ, là 2 kỳ năm lớp 10, 2 kỳ năm lớp 11 với cả kỳ đầu lớp 12. Đó, thế nên là cứ phải điểm tốt nhá, để cho nó dự phòng thì chắc cái xét điểm học bạ thì nó cũng là một cái phương án backup thôi, còn cái về thi đại học bình thường.
Đó, nhưng mà nếu mà điểm thi học tốt thì nó cũng là một cái lợi thế để mình có các bạn đẹp hơn. Đó.